Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Quân sự tỉnh. Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào mắc dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, các đơn vị đã tích cực triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động rà soát các đối tượng trong diện nghi nhiễm, lây nhiễm bệnh COVID-19, xây dựng các phương án phòng chống dập dịch. Hiện tại, cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh đặt tại Trường Quân sự tỉnh. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mặc dù đến nay tỉnh ta đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đạt được những kết quả bước đầu, tuy nhiên dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp, các cấp ngành địa phương không được chủ quan lơ là. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Trong thời gian tới, ngành y tế cần nỗ lực phối hợp với các ngành địa phương thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm kỷ cương, quyết liệt, trách nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày, đảm bảo các điều kiện an toàn khi học sinh quay trở lại trường học. Đối với cơ sở cách ly tập trung số 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự tỉnh phối hợp với các ngành địa phương xây dựng phương án hoạt động cụ thể, đảm bảo sẵn sàng khi có tình huống xảy ra. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ y bác sĩ của tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.